Mến chào cả nhà mình. Hôm nay Như Huỳnh lại giới thiệu tiếp với cả nhà mình cây mai tử sắn nha. Và cái mai tử sắn này nó rất là cái độ sắn rất là tự nhiên á cả nhà. Và không phải là một cái dây kẽm gai nào có thể uống nó được thành cái độ sắn như vậy nha. Và cả nhà nhìn xem nè, nó sắn sắn nó tự nhiên và sắn từ trong ra ngoài luôn nha. Nó không có sắn lê nha cả nhà. Đó. Và đặc biệt cả nhà mình ơi, cái gốc nha, cái gốc rất là đẹp, gốc bứng đó nha. Và cái gốc này nè, nhưng mình bán cho quý khách á là về thay vào những cái chậu để mà làm kiển bonsai á. Và cả nhà mình rất là thích luôn và ủng hộ nhưng mình rất là nhiều. Thì đây tiếp tục như mình giới thiệu với cả nhà và vài cặp sắn ha, sắn gốc bứng. Và sắn này là nó hoa của nó 5 cánh nha cả nhà, 5 cánh cũng to và tròn đều ha. Khi mà chúng ta lãi lá, tớp lãi lá để cho nó hoa nó nở thì nụ nó to để hoa nở thì cả nhà mình nên cái hoa nó kết hợp với cái độ sắn thì rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn á. Mình để trên bàn làm việc ha, hoặc là mình để trên bàn tròn uống nước trà thì ngắm nhìn ra cực kỳ là dễ thương nha. Và em thấy là nó một số cô chú hay thay vào cái chậu rồi để lên lan can hoặc là trên các cái kệ á, các cái kệ cầu thang á, rất là đẹp luôn. Và Như Huỳnh rất là cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ cho cái vườn mai Như Huỳnh thời gian qua ha. Và cả nhà ơi, cây này là 250 một cây nha, Như Huỳnh sẽ bao cái ship cho cả nhà mình luôn. Thì Như Huỳnh cũng còn rất là nhiều nha, nhưng còn rất là nhiều và hầu như tất cả các cái rễ đều rất là đẹp. Như Huỳnh lên tiếp một cặp khác cho cả nhà mình xem nha. Đây rất là đẹp nha cả nhà, đẹp lắm luôn. Hầu như là cái rễ đa số cái rễ nào nó cũng có một cái thế riêng hết đó cả nhà. Đó. Và em thấy là nó đã cũng có ôm nụ rồi, tết này là nó có hoa nha cả nhà, tết này nó nở kịp hoa đó. Nó đẹp nha. Rồi em sẽ giới thiệu tiếp cặp số 3 nha. Rồi bây giờ là cặp số 3. Đây cặp số 3 thì cái rễ nó cũng khá là đẹp luôn á cả nhà. Đây cái bộ đế này nè, cực kỳ đẹp nha. Cái này nó được một mắt bo, nhưng mà mắt bo của nó là bây giờ nó nhảy ra được hai cái nhánh đây nè. Và nó cũng ươm nụ nè nha cả nhà. Thì cây cao tầm khoảng một gang tay Như Huỳnh thôi nha. Đó, từ dưới gốc Như Huỳnh đo lên là khoảng tầm gang tay thôi. Cả nhà mình có thể nhìn qua màn hình thì có thể là thấy nó to nha, nhưng mà ở ngoài thì nó nhỏ hơn một tí xíu, thì cả nhà mình tự hao cho Như Huỳnh nha. Để mà khi nhận về thì thấy cái cây nó hơi nhỏ so với ở bên trong la hình ha. Như Huỳnh cũng nói thật luôn để cả nhà mình khi mà nhận cây thì cảm thấy hài lòng ha cả nhà. Rồi, cặp này là cặp số 3 nha. 250 một cây ha cả nhà. Và nếu cả nhà mình lấy một cặp thì sẽ là 450. Như Huỳnh sẽ bao phí ship nha. Rồi Như Huỳnh lên tiếp một cặp nữa cho cả nhà mình xem nha. Đây. Đây là cặp số 4 nha cả nhà. Thì Như Lai là theo cặp vậy thôi, chứ thật ra khi mà cả nhà mình chọn và điện cho Như Huỳnh thì Như Huỳnh cũng sẽ lấy, tại vì bây giờ nó đẹp, nói chung là nó cây nào nó cũng đều với nhau thì Như Huỳnh cũng lấy cho cả nhà mình để cho cả nhà mình nhận ưng ý ha. Nên là cả nhà mình đừng lo là vấn đề cái gốc nha, gốc nào nó cũng rất là đẹp hết, cái nào nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng hết, nên cả nhà mình an tâm cái alo cho Như Huỳnh thì Như Huỳnh sẽ chọn cho cả nhà mình một cặp ưng ý ha. Nó ngang ngang nhau để cả nhà mình có thể để thay một cái chậu để mà chơi tết hết cả nhà. Rồi liên hệ với Như Huỳnh nha. Cái này nè cả nhà mình, nếu ai mà cần lấy bo thì lấy cái cây này rất là dài luôn nha. Đó, bo rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đó, như cây này cũng vậy, quá chừng nụ luôn nè. Đó, quá chừng nụ luôn. Rồi liên hệ cho Như Huỳnh nha, và số điện thoại là 0949 234525 nha cả nhà. Như Huỳnh chào cả nhà.